này có tôi buồn rồi.
nói gì anh không nghe được, nói chậm thôi. Kim ơi, nhìn đám mây trên đầu anh có đen lắm không? Anh đang ở chỗ nào đấy? Anh ở sau lưng em trên đỉnh Bãi Cất đấy, anh nhìn hơi đen, anh định không lên nữa. Anh đi theo em đây, vì lên sát đây nó có dấu hiệu hơi hút rồi. Nói chung là cách mây tầm 100 mét để đi luôn thì
nó tất nhiên nó không phải là máy hút đâu, nhưng mà nó là tơ bò mạnh thôi, thì mình không muốn bị mồ ấy, thì cứ cách 100 mét đi luôn. Sợ cái dãy ruộng trong đến lúc muốn ra muốn xuống đéo xuống được ấy chứ. Thôi anh đi sang Tà Gộc này. Em